Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Philippe và Thánh Giacôbê tông đồ là hai người đã từng được sống, được nghe những lời Chúa Giêsu nói về Chúa Cha cho các ông được biết. Thánh Philippe đã cảm nhận được điều này, và điều Thánh Philippe cảm nhận hơn nữa đó là Ngài cảm nhận và nhận ra được chính Thiên Chúa là Cha nhân lành, là nguồn hạnh phúc. Và chính vì vậy mà ông muốn Chúa Giêsu mặc khải cho mình được diện kiến dung nhan Chúa Cha. Cho nên ông cùng với các tông đồ khác đã ao ước được nhìn thấy Chúa Cha. Chính vì vậy mà ông đã thốt lên lời nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi. Và cũng chính từ lời nói này cho chúng ta thấy được niềm khao khát được gặp gỡ Thiên Chúa, đó là mong mỏi của con người. Và điều mong mỏi đó đã được Chúa Giêsu đáp ứng một cách dễ dàng. Không ngờ khi Chúa Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy, một ước vọng dường như có vẻ cao sang nhưng lại được Chúa Giêsu thể hiện một cách rất đơn giản. Không đi tìm Chúa Cha ở đâu xa, Chúa Giêsu đã cho thấy chính Ngài Chúa Cha đang hiện diện, và những lời Chúa nói và những hành động mà Chúa Giêsu làm đó là từ ý của Chúa Cha chứ không phải ý của Ngài. Và tất cả những điều đó cho chúng ta cảm nhận được chính Chúa Cha đang hoạt động nơi chính Đức Giêsu mà các ông đang nhìn thấy đó. Và tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được, nếu như chúng ta nghĩ Thiên Chúa là một đấng cao siêu, Thiên Chúa là một đấng xa vời, thì nay Chúa Giêsu nói không còn ở cách xa chúng ta nữa, không còn là cao vời nữa, nhưng Ngài hiện diện thật sự nơi gần chúng ta bằng lời của Ngài và bằng chính
con gửi của Ngài. Thánh Philippe và Thánh Giacôbê tông đồ sau khi được Chúa Giêsu hướng dẫn dạy dỗ, hai ngài đã trở nên môn đệ thật sự và trung thành trong đức tin của mình khi các ông đã làm chứng về Đức Kitô khi các ông đi rao giảng tin mừng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy, chúng ta mừng hai thánh tông đồ Philippe và Thánh Giacôbê cho chúng ta một gương sáng, đó là chính các ông đã thấy, đã nghe và giờ đây các ông đã làm chứng về Đức Kitô. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay cũng đặt cho chúng ta một câu hỏi. Chúng ta đi khao khát, đi tìm chân lý, đi tìm hạnh phúc đích thực từ nơi Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta có cảm nhận ra được Chúa đang hiện diện ngay trong lòng chúng ta hay không? Chúng ta đi, chúng ta tìm một đấng cao siêu, nhưng Chúa Giêsu lại đang hiện diện giữa lòng chúng ta. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, mỗi khi chúng ta được đọc lời Chúa, chúng ta được rước mình và máu thánh của Ngài nơi chính bàn tiệc thánh thể. Chúng ta được Chúa hiện diện ngay chính trong cung lòng chúng ta. Vậy chúng ta có để lời Chúa cũng như chính Ngài hoạt động trong tâm hồn chúng ta hay không? Đó là điều mà mỗi người chúng ta phải suy ngẫm. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, để rồi qua những gì chúng ta đang được giáo hội cử hành, qua bí tích, qua những thánh lễ hàng ngày chúng ta được hưởng, đó là những điều mà chúng ta đang kiến bút từ chính lời của Ngài và chính nguồn sống của Thiên Chúa. Vậy ước mong rằng xin Chúa cũng ban cho chúng ta học được nơi hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê, đó là tinh thần trung thành và nhiệt tình trong công việc loan báo tin mừng, để rồi chúng ta cũng học nơi gương các ngài được lắng nghe, được sống với Ngài. Giờ đây Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy làm chứng cho Ngài trong đức tin và sự thật. Xin Chúa cũng như hai thánh tông đồ cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta thêm lòng tin vững vàng, để chúng ta thêm lòng ơn can đảm, để chúng ta sẵn sàng loan báo tin mừng. Amen.